Trưởng FC KICM tung bằng chứng tố giác rời công ty để thoải mái yêu. Sự thật là gì? Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước drama chưa đi đến hồi kết của bộ đôi sóng gió Jack và KICM. Cụ thể, nhiều thông tin cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến rạn nứt này là do Jack đã làm việc quá sức, bị bóc lột chất xám và bỏ về quê không một xu dính túi. Hiện tại, phía Jack đã chính thức lên tiếng, hứa hẹn sẽ làm chuyện này ra ngô ra khoai sau khi sức khỏe được ổn định. Ngược lại, phía anh bạn thân KICM lại tỏ ra khá bình tĩnh, thậm chí còn nhận show đi diễn một mình và bật khóc trên sân khấu. Cho đến mới đây, dân mạng lại truyền tin nhau thông tin trưởng FC của KICM bất ngờ tung bằng chứng bất lợi cho Jack, tố anh rời bỏ công ty vì tình yêu. Nói có sách, mách có chứng, người này còn tung ra một bức thư tay được cho là của một cô gái viết cho Jack với những lời mùi mẫn và đề cập đến việc Jack là ca sĩ nổi tiếng nên không được tự do yêu đương. Thông qua video mới của Thái Vũ, Pháp TV, anh cũng tiết lộ rằng Jack bị kiểm soát khá chặt chẽ về chuyện đời tư. Từ việc gọi điện, nhắn tin cho ai, xem gì trên mạng đều được quản lý nghiêm ngặt. Có lẽ chính vì vậy mà chàng trai đang trong tuổi ăn tuổi lớn này cảm thấy gò bó, nhất là về mặt tình cảm. Nguyên văn bức thư: gửi anh, người con trai luôn yêu thương em. Đến giờ phút này thì cơ hội để hai chúng ta gặp nhau sẽ không bao giờ còn tồn tại được nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều, khuyên nhủ bản thân rất nhiều là sẽ cố gắng vì anh, vì tình cảm tụi mình. Nhưng bản thân em vẫn không làm được. Vẫn để anh rời xa một cách từ từ, dần dần mà không thể bắt lấy được. Ngày 10 tháng 4 đến 10 tháng 10 năm 2019, tròn 7 tháng tụi mình thương nhau. Có lẽ thương em là một sai lầm trong cuộc đời của anh phải không? Em biết chứ. Nhưng cũng đã bên nhau rồi, không ít thì nhiều những khoảnh khắc và kỷ niệm em có với anh. Qua hai mối tình, và anh là mối tình thứ ba, nhưng xin hứa anh sẽ là người em đặt niềm tin và tôn trọng nhất. Anh là một chàng trai tốt, yêu thương và trân trọng tình cảm của tụi mình. Bỏ lỡ đi anh, em như bỏ lỡ một nửa thanh xuân của chính em vậy. Là một chàng trai quyết đoán, tình nghĩa, con mèo biết không, nếu như tụi mình là người bình thường thì hạnh phúc lắm con mèo ơi. Em đã từng có suy nghĩ sẽ sinh thêm nhiều em mèo con nữa, ở nhà chăm sóc cho anh với con. Hi hi, nghe thôi thấy xa vời rồi, tình cảm còn giữ chưa xong mà còn con cái chi con mèo nhỉ. Thật lòng em cố tập quen với cuộc sống không anh, lúc đầu mạnh mẽ lắm, tới đêm là khóc như mưa vậy. Em phải làm sao bây giờ con mèo ơi, em luôn mong con mèo của em sẽ tìm được một người khiến anh hạnh phúc, nhưng em khó chịu lắm, em không muốn ai thay thế em được cả. Em ích kỷ quá con mèo nhỉ, em cũng là con gái mà, em không muốn nhìn thấy anh ôm người khác đâu, em đau lòng lắm đấy, em muốn biết con mèo có thương em không? À không, còn thương em không? Anh chờ em được không? Nhưng rồi chúng ta sẽ gặp nhau ra sao? Với sức lực mong manh này thì em có thể quan sát anh từ xa. Tuy nhiên, nét chữ trong bức thư tình được cho là của bạn gái Jack này nhanh chóng bị cư dân mạng phản đêm và cho rằng chính trưởng FC của KICM viết nhằm bịa chuyện bôi xấu Jack vì nét chữ trên thư tình khá trùng hợp với chữ của cô. Trong suốt quá trình hoạt động với KICM, Jack được đồn đoán hẹn hò nhiều nhất với Thiên An, nữ chính trong nhiều MV của bộ đôi này. Chính vì vậy, hiện tại cái tên Thiên An cũng bị réo gọi rất nhiều. Tuy nhiên, hot girl này hiện đã khóa Facebook cá nhân để tránh bị thị phi. Có nguồn tin cho rằng Thiên An cũng đã bị đuổi cổ khỏi công ty vì đứng về phía Jack. Liệu drama này sẽ kéo dài đến đâu? Ai đúng ai sai?